mà sau khi mình được nhỏ rồi mình vui mừng quá, mình đi ăn mừng, mình lại bắt đầu ăn những cái chất mà hồi xưa giờ mình hạn chế ăn. Thì khi bạn ăn những chất đó thì tất nhiên cơ thể bạn tích mỡ tiếp, nó tích mỡ thì nó sẽ tích một phần mỡ vô ngực, thì ngực bạn nó sẽ bự ra tiếp. Sau một thời gian mà mình chia sẻ về cái việc cách giảm vòng một cho những bạn là trên gai, những bạn là chuyển giới giống mình, thì thật là bất ngờ là mình nhận được rất là nhiều những cái hồi âm, những cái câu hỏi đến từ những bạn nam dị tính và đến từ những bạn nữ dị tính, và hỏi mình rất là nhiều những câu hỏi về việc giảm cái vòng một. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thật là kỹ, thật là chi tiết về cái việc cái giảm vòng một đó nó có thực tế là giống như mình muốn hay không, hay là nó có cần những cái điều kiện gì. Và để đầu tiên mình có thể giảm được cái vòng một thì mình cần phải biết lại cấu tạo của cái vòng một á, nó bao gồm những cái gì. Thì cái cấu tạo của vòng một của nam và nữ luôn, tất cả chúng ta đều có những cấu tạo giống như nhau. Đầu tiên nó sẽ là đầu ti, cái hai nó sẽ là phần da bên ngoài, cái thứ ba nó sẽ là lớp mỡ, cái lớp mỡ của da, cái thứ tư nó chính là tuyến ngực. Tuyến ngực thì nam vẫn có nha các bạn, nhưng mà tuyến ngực của nam thì rất là nhỏ, còn tuyến ngực của nữ thì nó to hơn thôi để nó tiết ra sữa. Và trong cái phần này thì nó có phần mỡ nữa. Cả nam và nữ đều có những cái cấu tạo tương tự như nhau, chỉ có điều là nữ thì nó nhiều hơn của nam mà thôi. Mà cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc cái ngực của mình bị to là vì đâu, thì Linh tìm hiểu trên mạng và Linh tìm hiểu những bác sĩ thì mình có được những cái đúc kết như thế này. Đầu tiên là do cái lượng hormone nữ của bạn quá cao. Có thể là nam nhưng mà hormone nữ cao thì bạn cũng bị cái phần tình trạng là bị ngực to nha, chứ không phải là chỉ có nữ bự không thôi. Cái hai là do cái chế độ ăn uống của bạn nó quá ư là nhiều dầu mỡ luôn, thì nó cũng sẽ tạo mỡ cho cơ thể, và tất nhiên nó cũng sẽ tạo mỡ cái phần ngực luôn. Và cái thứ ba đó chính là một cái lối sống bị thiếu vận động, mà bạn chỉ là đi làm văn phòng hoặc đi làm công ty rồi bạn đi về, mà bạn không hề có một cái chế độ vận động, tập thể thao, chạy bộ hay tập gym gì đó. Thì những cái này nó đều dẫn đến cái tình trạng mỡ nguyên cái người của mình, trong đó có cả mỡ ngực nữa. Vậy thì có những cách nào để giảm cái vòng một của bạn không? Có, nhưng nó chỉ là giảm một phần thôi, chứ không thể nào từ một cái ngực to mà thành một cái ngực nhỏ xíu được, là không có. Vì rất là nhiều bạn coi video của Linh xong thì bạn bị lầm tưởng rằng là chỉ cần bạn ăn uống giống như Linh, bạn vận động giống như Linh, hoặc là bạn xài những cái sản phẩm mà Linh xài thì ngực của bạn sẽ được nhỏ giống Linh. Không có nha, cái đó là không hề chính xác. Mà là ngực của chúng ta mỗi người đều có cái cấu tạo khác nhau và cái cơ địa khác nhau, cho nên cái việc giảm thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người và phụ thuộc vào mọi người có siêng năng, có kiên trì hay là không, mà nó phụ thuộc vào cái chế độ ăn uống của bạn rất là nhiều. Còn với những bạn mà bạn đang muốn mất hẳn cái vòng một luôn thì cái cách duy nhất thôi đó chính là phẫu thuật ngực. Và cái cách này thì mình chỉ khuyên dành cho những bạn đang là chuyển giới hoặc là tomboy hoặc là SB mà bạn tự nhận thôi. Còn với những bạn nữ, những bạn nam thì bạn chỉ có thể là hạn chế một phần thôi. Đặc biệt với những bạn nam thì do cái chế độ ăn uống của mình mà nó gây ra cái phần là bị dài cái phần ngực, thì bạn có thể là áp dụng những cách sau đây mà Linh chia sẻ thì sẽ giúp cho bạn hạn chế được một phần cái việc tăng trưởng của vòng một của mình. Và chúng ta sẽ cùng đi qua cái cách có thể làm cho bạn hạn chế cái việc tăng mỡ cái vòng một của mình. Đầu tiên và luôn luôn đó chính là việc tập luyện thể thao. Khi mà bạn tập luyện thể thao thì cơ trong người của bạn sẽ bị đốt cháy cái lượng mỡ, và trong đó có một cái phần mỡ ngực nữa. Nó không nhiều nhưng mỗi một thứ nó góp ích một ít thì nó sẽ làm cho bạn giảm một phần mỡ ngực của bạn đi. Rất ít nhưng mỗi một thứ nó sẽ góp ích một phần trong cái việc làm tan cái mỡ ngực của mình. Và nếu như bạn tập thể thao thì bạn nên ưu tiên cho cái việc nhất là chạy bộ, cái thứ hai là tập gym và tập vào những cái phần mà hay đẩy như nè, hoặc là giày, thì cái phần cơ ngực của mình nó sẽ hoạt động, thì nó sẽ giúp cho một cái phần trong cái việc là bạn làm giảm cái mỡ ngực của mình đi. Cái thứ hai đó là cái việc ăn uống hạn chế những cái chất như thế này, hạn chế dầu mỡ, đồ chiên, đồ nướng, và hạn chế những cái thực phẩm có chứa hormone nữ. Những cái thực phẩm có chứa hormone nữ thì mình đã có làm cái video tên là cách giảm sai vòng một rồi, bạn có thể xem ở cái đường link mô tả, thì mình có để lại cái đường link của video đó cho bạn xem nhé. Và cái mà Linh hay sử dụng nhất và Linh kết hợp cả ba cái này, đó chính là Linh sử dụng thêm một cái sản phẩm tên là gel tan mỡ. Đây là một cái loại sản phẩm gel tan mỡ của Linh sử dụng. Nhưng mà nói trước với các bạn luôn thì cái hũ gel tan mỡ này bạn xài thật là lâu, bạn xài thật là nhiều thì nó cũng giảm được có một phần thôi, và tối đa nó giảm được từ 8 đến 10cm thôi, nó không thể nào giảm hơn được nữa. Và 8 đến 10cm là do bạn đã kiên trì xài trong một thời gian từ 4 đến 6 tháng và bạn đã kiên trì ăn uống một cách khoa học hơn, và bạn đã kiên trì tập thể thao thì nó mới giảm được một cái số lượng nhiều như vậy. Còn nếu như bạn chỉ xài gel tan mỡ không mà bạn không thay đổi cách ăn uống của bạn, bạn không vận động thì nó cũng không có giảm được bao nhiêu, nó chỉ có 1-2cm thôi, nó không hề có đáng kể. Nên Linh nói rồi, cái sản phẩm này nó chỉ là một phần để bổ trợ thôi,
quan trọng nhất vẫn là cái cách mà mình ăn uống và mình tập luyện nó là sao. Và thêm một cái câu hỏi ngoài đời nữa thì có nhiều bạn hỏi mình là nếu mà ngực của mình đã giảm rồi sau này nó có khả năng tăng lại hay không. Câu trả lời là có, vì khi mình đã bắt đầu vô chế độ tập luyện, ngực của mình nó đã nhỏ hơn một phần rồi, nhưng mà sau khi mình ngực nhỏ rồi mình vui mừng quá, mình đi ăn mừng, mình lại bắt đầu ăn những cái chất mà hồi xưa giờ mình hạn chế ăn, thì khi bạn ăn những chất đó thì tất nhiên cơ thể bạn tích mỡ tiếp, nó tích mỡ thì nó sẽ tích một phần mỡ vô ngực, thì ngực bạn nó sẽ bự ra tiếp. Kể cả những bạn đã phẫu thuật ngực rồi nhưng cái chế độ ăn uống của bạn vẫn nhiều dầu mỡ, bạn không có tập luyện nữa, thì bạn vẫn có nguy cơ tăng cái phần mỡ lên. Cái thứ hai là mình chia sẻ, bạn phải phân biệt được là ngực của mình thì nó sẽ có hai phần, và một phần tuyến và một phần mỡ. Thì khi bạn sử dụng những cái sản phẩm chức năng hoặc là bạn tập luyện ăn uống thì nó chỉ giảm cái phần mỡ thôi, một phần của mỡ thôi, chứ không giảm hết mỡ đâu nha. Còn cái tuyến của bạn nó vẫn nằm ở đó, cho đến khi bạn phẫu thuật thì nó mất cái tuyến này. Nên bạn có làm cách nào đi nữa mà bạn không phẫu thuật thì ngực của bạn nó vẫn sẽ như vậy, nó chỉ giảm hơn một phần thôi, nó không thể nào hết được đâu. Cho nên các bạn đừng có lầm tưởng vào những cái sản phẩm này nha. Bản thân Linh cũng giới thiệu sản phẩm cho bạn sử dụng nhưng nó chỉ giảm được một phần thôi. Giống như là bản thân Linh là nếu mà ngực của Linh đang là 82 mà Linh xài, Linh kiên trì thì nó còn khoảng 75, thì đối với Linh đó là một điều rất là tuyệt vời rồi, chứ Linh không thể nào nhỏ hơn nữa được. Mặc dù mình rất muốn nhưng một cái sản phẩm này thì nó chỉ có tác dụng như vậy thôi. Và đặc biệt với những bạn mà đang sử dụng áo bó hoặc áo nịt dành cho những bạn tomboy hoặc là SB hoặc là trend guy đi, thì ngực của bạn có khuynh hướng sẽ chạy sệ, và khi bạn chạy sệ như vậy thì bạn làm mọi cách thì nó cũng chỉ là cho ngực của bạn cái phần mỡ nó nhỏ hơn thôi. Còn cái việc sệ đó, nó đã sệ rồi thì nó sẽ không thể nào phục hồi được, cho đến khi bạn đi phẫu thuật và tái tạo ngực của mình. Một là phẫu thuật cắt hẳn cái ngực, hai là phẫu thuật để thu gọn cái ngực của mình cho nó trở về bình thường. Đây là những kiến thức mà Linh đã đi học từ bác sĩ của mình hoặc là đọc ở trên mạng để tổng hợp với các bạn, và hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái việc giảm mỡ phần ngực dành cho nữ và nam nhé. Và nếu như những cái chia sẻ của Linh hoặc bạn còn thắc mắc cái gì nữa thì bạn có thể comment ngay ở đây, Linh sẽ sẵn sàng chia sẻ cho bạn ngay lập tức. Và nhớ là hãy đăng ký ngay kênh YouTube Chương Trúc Linh Official để cập nhật thêm những video mới nhất của Linh về cái kiến thức của Linh về ACBT, về sức khỏe và về phát triển bản thân bạn nhé.